Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn ghé thăm kênh Trúc Lê Family Cuộc Sống Mỹ. Trúc kính chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, bình an trong ngày nha. Hôm nay Trúc thì chia sẻ cho tất cả mọi người về cái luật mới trong cái tiểu bang Texas của Trúc ở, đặc biệt là thành phố Austin của Trúc nha. Thì nói chung là những cái video trước Trúc cũng có chia sẻ là bây giờ mọi người đi ra ngoài đường là bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nếu mà không có đeo khẩu trang thì họ sẽ không cho mình vào chợ hoặc là vào những cái chỗ bán tạp hóa, rồi tiệm nail hay là tiệm tóc gì đó các bạn. Thì bây giờ ngày hôm nay cũng chính thức là nếu như những người nào mà ra ngoài đi vào những chỗ công cộng như tiệm nail, tiệm làm tóc hoặc là chợ, rồi những cửa hàng bán tạp hóa mà các bạn không chịu đeo khẩu trang thì các bạn sẽ bị phạt $250 lần thứ nhất, lần thứ hai các bạn sẽ bị phạt $500. Rồi những cái trường hợp mà vào tiệm của mình không có đeo khẩu trang như vậy thì mình có quyền từ chối cái dịch vụ đó và họ không có quyền kiện mình về vấn đề kỳ thị vì kêu họ đeo khẩu trang. Nếu mà họ không đeo khẩu trang, mình không có làm cho họ, thì có nhiều người ở những tiểu bang khác cũng đã kiện về cái vấn đề mà bị kỳ thị đó các bạn, mình không làm cho họ đó các bạn. Thì rất là may mắn cái tiểu bang của mình đã ra cái luật như vậy, thì mình cũng rất là vui cho tất cả mọi người đều biết bảo vệ sức khỏe của mình, cho cộng đồng và tiệm nail của mình đỡ rắc rối với một số người về vấn đề mà không đeo khẩu trang đó các bạn. Rồi những cái trường hợp nào mà ngoại lệ để mà khi mà không đeo khẩu trang thì sẽ không bị phạt, đó là trường hợp mà những người nào có cái tiền án về bệnh trong người mà không thở được khi mà mang khẩu trang các bạn, thì họ sẽ có cái giấy chứng nhận của bác sĩ sẽ ký cho họ một cái tờ giấy đó, thì họ khi mà bị bắt thì họ sẽ đưa cái tờ giấy đó ra thì mình thì sẽ không bị phạt số tiền đó. Và những người như vậy thì họ sẽ có một cái cách nào đó để mà họ bảo vệ chính bản thân của họ luôn các bạn, giống như đeo những cái face shield cũng được đó các bạn. Đó. Rồi những trẻ em mà từ 10 tuổi trở xuống thì cũng có thể miễn đeo khẩu trang. Nhưng mà các bạn biết là cái COVID-19 này đâu có phải là trẻ em họ không có lây, những trẻ em không có lây COVID-19 đâu. Cho nên là cha mẹ phụ huynh học sinh cũng nhớ là tập cho con có thói quen đeo khẩu trang khi ra đưa những chỗ công cộng các bạn. Mình bảo vệ cho chính bản thân của mình và mình phải bảo vệ cho con của mình nữa các bạn. Đó. Rồi những cái trường hợp giống như là mình đi tập thể dục, những tập thể dục mà mình chạy xung quanh nhà của mình mà không có người nào hết đó các bạn, có nghĩa là khi mà mình tập thể dục có một mình á thì mình cũng có quyền là mình không có đeo khẩu trang cũng được. Nhưng mà nếu mà mình thấy 1-2-3 người thì mình bắt buộc là phải đeo khẩu trang đó các bạn. Hoặc là đi bơi thì mình cũng có quyền là mình không có đeo khẩu trang. Đó là những cái trường hợp mà miễn đeo khẩu trang đó các bạn. Thì cũng vì cái khẩu trang đó các bạn mà cũng có xảy ra hai cái vụ việc tại tiểu bang khác, không phải là tiểu bang của mình. Thì Trúc sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện. Thứ nhất là khi mà một người khách già rồi, người đàn ông đó các bạn, vào tiệm để làm móng tay, thì mới ngồi cười với lại một người khách nữ cũng vào tiệm làm móng tay luôn, nhưng mà cũng cách ra nhau là 6 feet đó các bạn. Đó, thì là khi mà cái người khách nữ đó đang làm nửa chừng thì bà mới lấy khẩu trang của bà ra, bà không chịu đeo nữa. Thì cái người khách, cái ông khách già đó, ông mới nói là mày còn phải đeo khẩu trang lại để bảo vệ cho bản thân của mày cũng như là bảo vệ cho những người xung quanh của mày đó. Thì bà mới tức lên, bà mới giận dữ lên đó các bạn. Bà lấy cái khẩu trang ra, bà quăng vô người của ông khách đó luôn. Thì ông khách già đó cũng cảm thấy là không muốn giằng co làm gì các bạn, vì người ta già rồi, người ta cũng không muốn yên thân yên xuôi cho khi làm xong bộ móng mà cho đi về các bạn. Thì ổng mới đổi chỗ ngồi, ổng mới lên bàn trên ngồi. Thì trong cái thời gian đó cũng im xuôi lắm các bạn. Thì bả làm xong cái service của bả rồi thì bả ra bả tính tiền. Sau đó bả lấy cái điện thoại các bạn, mất dạy lắm, bả vô quay thẳng mặt cái ông khách đó luôn. Rồi bả chụp hình ông khách, bả nói là bả sẽ đưa lên cộng đồng mạng là thế này thế kia đó các bạn. Thì những người khách còn lại trong tiệm họ cũng không có đồng lòng, không có đồng ý là cái thái độ, cái hành xử của một người khách đó đối xử với lại cái người đàn ông già đó đó các bạn, ông làm móng đó các bạn. Đó các bạn thấy không, đó là câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai là về một người khách vào tiệm của một người chủ đó thì không có chịu đeo khẩu trang, nhưng mà
người chủ và người thợ cũng không có chịu từ chối cái xế vịt đó, vẫn nhận cái người khách đó vào làm luôn á các bạn. Thì bả không đeo khẩu trang cũng đành, thì người thợ đó cũng cố gắng làm cho bả, tại vì chủ đưa vô thì thợ cũng phải làm á các bạn, nó nghiệt ngã vậy đó. Thì người thợ đó cũng mang khẩu trang, thì bả không có chịu đồng ý là người thợ phải mang khẩu trang, mà bắt người thợ là phải tháo khẩu trang ra luôn. Thì cái người thợ đó mới không có chịu làm cho bả, mới từ chối. Người ta cũng sợ chứ các bạn, sợ nguy hiểm, sợ nhiễm Covid-19, người ta cũng sợ, nhưng vì cuộc sống người ta phải đi làm thì mình phải biết điều đó các bạn. Nhưng bả cũng không có biết điều đó, mà bắt người ta phải cởi khẩu trang ra, thì chị ta không có làm cho bà ta. Bà ta đứng dậy các bạn, bà ta khó chịu, bà ta giận dữ, bà ta đập đồ trong tiệm. Thì trong tiệm đó có người gọi cảnh sát tới, thì cảnh sát cũng bắt cái bà khách đó lên xe để chở về đồn, và bả phải đền bù những cái thiệt hại mà bả gây ra trong tiệm đó các bạn. Và các bạn thấy không, chính vì khẩu trang không mà làm cho con người ta có những cái sự giận dữ, khó chịu lên, xảy ra những cái chuyện mà không nghĩ là nó sẽ xảy ra trong tiệm đó các bạn. Thì các bạn nhớ là cái khẩu trang có 50 cent thôi, các bạn nhớ bảo vệ sức khỏe của mình. Để mà mình cần phải đeo khẩu trang đi ra ngoài công cộng, thứ nhất là mình không bị mất tiền phạt, cái thứ hai bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân của mình, và mình yêu gia đình của mình thì mình cần phải thực hiện những điều đó đó các bạn. Và Trúc cũng có một lời khuyên cho tất cả những người chủ làm nail, cần phải có một cái luật gì đó trong tiệm của mình. Mình có quyền từ chối họ nếu họ không có biết bảo vệ sức khỏe cho họ, và họ cũng không biết bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, thì mình nên không nhận những người khách đó vào làm cho tiệm của mình. Và nếu như những người khách đó mà có dụng là giận dữ hay gì đó thì mình gọi cho cảnh sát các bạn. Thì bây giờ Trúc rất là vui lắm các bạn, vì cái tiểu bang của Trúc cũng như là thành phố của Trúc đang ở, nó đưa cái luật ra như vậy, thì có một phần nào đó để cho những anh chị em làm nail cũng như là chủ nail bớt lo lắng hoang mang hơn về vấn đề là đeo khẩu trang đó các bạn. Thì hiện tại thì tại cái thành phố của Trúc ở thì Trúc chưa có nghe về cái vấn đề mà khách vô mà khó chịu về vấn đề đeo khẩu trang rồi đặt tiệm nail hay là này kia. Thì cái khu của Trúc ở thì Trúc thấy là chưa có vấn đề đó xảy ra, nhưng mà những cái câu chuyện mà Trúc kể là thuộc những tiểu bang khác đó các bạn, thì những người chủ nail cũng phàn nàn, cũng rất là sợ luôn các bạn đó. Thì sau vài phút chia sẻ thì Trúc hy vọng cái video này hữu ích đến tất cả mọi người. Cũng có nhiều người lo làng quá rồi không có coi tin tức, rồi quên đó các bạn, quên lãng đi, là không có nhớ là cái luật nó đưa ra như vậy, rồi khăng khăng đi ra ngoài đường mình không chịu đeo khẩu trang rồi sẽ bị phạt đó các bạn. Rồi sáng của ngày hôm nay thì Trúc cũng có nhận cái cuộc điện thoại, thì nói là cuộc điện thoại nó chỉ là thu âm qua máy thôi, máy nó sẽ gọi tới tất cả mọi người ở tại tiểu bang của Trúc nè, thành phố của Trúc ở nè, thì cũng có gọi cho chồng Trúc, gọi cho Trúc và gọi cho trong tiệm. Thì trong cái cuộc nói của cái máy nói là nó nói là mình nó cần phải đeo khẩu trang đi ra ngoài chỗ công cộng, rồi nếu mà gia đình mình mà không có việc gì gấp không đi làm á thì mình có thể là hạn chế đi ra ngoài đường ở trong nhà để bảo vệ sức khỏe cho mình, bản thân của gia đình đó các bạn. Rồi nhớ là rửa tay thường xuyên, rồi sát khuẩn tay thường xuyên, còn ai đi làm cũng vậy, cũng phải cẩn thận mang đồ bảo hộ lao động cũng như là mang khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang, rửa tay và sát khuẩn tay thường xuyên đó các bạn. Đó thì Trúc xin tạm dừng cái video tại đây. Trúc sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video kế tiếp. Mọi người ơi, nếu mà yêu mến mình thì nhớ nhấn nút đăng ký, nhấn chuông bên cạnh nút đăng ký để ủng hộ kênh của Trúc nha. Để Trúc sẽ gửi đến tất cả các bạn nhiều cái video mới. Xin chào.